Ngài Mahakala còn được biết đến là Đại Hắc Thiên, là một vị thần hộ pháp được biết đến trong Ấn Độ giáo, Phật giáo Mật Tông và Phật giáo Tây Tạng. Ngài rất được tôn kính, nhất là Tây Tạng và Phật giáo bí truyền của Nhật Bản. Maha nghĩa là đen, là tuyệt vời. Kala là biểu thị của thời gian, do đó Mahakala có nghĩa là tuyệt vời vượt thời gian. Đại Hắc Thiên Mahakala thường có hình tượng thân hình màu đen và xuất hiện thêm 72 hình tướng khác nhau. Mỗi hình tướng là một hiện thân của Phật hay Bồ Tát khác nhau. Màu đen đại diện cho sự vắng mặt hoàn toàn của màu sắc và nó thể hiện ý nghĩa thực sự của Ngài. Ngài thực sự tuyệt đối hay thực sự tối thượng, siêu việt dưới mọi hình tướng. Người thờ phụng Mahakala đều tin rằng có thể trừ tà ma, loại đi năng lượng tiêu cực từ bên ngoài, thu hút tài lộc cũng như tăng cường những điều thiện lành. Hình tướng màu đen của Ngài đại diện cho sự phẫn nộ, tiêu trừ cái ác, nhưng trong phẩm chất là đánh thức lòng từ bi của con người. Phật dạy trong kinh, muốn giàu có phải biết bố thí, biết mở lòng với chúng sinh. Năng lực của hình tượng màu đen của Ngài còn có công năng vượt qua khó khăn, loại bỏ tức giận và ganh ghét của con người, chuyển hóa thành từ bi. Tại Nhật Bản, Mahakala tương truyền với cái tên Daikokuten, là một vị thần phù hộ cho các gia đình. Ngài là một trong 7 vị thần may mắn trong dân gian của Nhật. Chính vì thế, Ngài là vị thần của sự kinh doanh phát đạt, biểu tượng cho tài lộc nên rất được những doanh nhân Nhật Bản yêu mến. Với hình tướng quen thuộc là miệng cười thật tươi, tay phải cầm một chiếc vồ hút tiền và tay trái cầm một bao tiền vàng to lớn. Trong dân gian Nhật Bản, Ngài là vị thần được cho rằng giàu có nhất trong 7 vị thần, tức là thất phúc thần Nhật Bản. Vì những điều tốt lành ấy, Mahakala được thờ phụng rộng rãi. Tượng Ngài được đặt trong nhiều gia đình, họ tin rằng mang lại may mắn, tiền tài, công việc phát đạt. Tâm thành từ gia chủ. Đây chính là bảo bối quan trọng nhất. Thờ phụng hoành tráng như thế nào, bàn thờ to nhỏ ra sao, lễ vật có nhiều ra sao, tất thảy chỉ là hình tướng. Không khéo chấp vào của anh kém hơn của tôi. Tâm thành chính là hạt giống thiện lành. Hạt giống tốt thì cây sẽ đơm hoa kết trái tốt. Dù Khải Toàn có khuyến nghị như thế nào, nhưng chư vị nên tìm hiểu những đề mục mình thờ. Những gì Khải Toàn chia sẻ từ kiến thức và kinh nghiệm, nhưng chính các vị tự quán xét xem có phù hợp với mình hay không. Giả dụ chư vị thích bàn thờ thật to, to tầm 1 mét, chọn 2 ông thần tài thổ địa to tận 15 đến 20 inch, nhưng không gian đặt bàn thờ lại khá nhỏ, khó lòng phù hợp. Thờ phụng thiên hay không, không ở bàn thờ to mà xuất phát từ lòng thành và cả được lòng những người trong gia đạo. Làm sao để được lòng những người trong gia đạo? Người biết cảm thông là người tạo ra năng lượng thiện lành cho chính ngôi nhà mình sinh sống. Đó chính là phong thủy tốt. Việc thờ phụng hay không là ở bế sau. Người đối người tiếp vật chân thành, hài hòa là phần dương. Người thờ phụng phù hợp là dung hòa phần âm. Âm dương bình hòa là cảnh giới của phước lành. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.